Thôn vệ tinh không tập 472 và tập 473, Chí Bảo Chí Cường, Đào Pháp của La Phong, Thuyết Minh tại kênh youtube Chuyện Hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ, buồn cười. Thỉnh cầu Các cường giả thần nhãn tộc nhất mạch trong băng nhai bảo ai nấy đều dẫn tới mức muốn ăn tươi nuốt sống tên bằng hữu của đoạn Đông Hà. Hận quá! Thần nhãn tộc bảy đại vũ trụ nhỏ, trong vũ trụ nhỏ thứ nhất. Bảy đại chân chủ tập hợp với nhau, thời khắc nào cũng chú ý tới sự phát triển của truyền thừa đoạn đông hà nhất mạch lần này họ vì la phong bích huyết tôn giả quá trói mắt mà ghen ghét họ cũng không cam lòng vì tộc quần mình không có hậu tuyển giả tốt họ cũng cảm thấy may mắn khi vị tri chủ cuối cùng đột phá nút thắt thứ hai nhưng khi họ còn đang vui mừng vì kỳ ngộ có thể siêu thoát luân hồi thì đoạn đông hà lại nói thần nhãn tộc nhất mạch tất cả đều không có tư cách rồi tất cả đều phải chết lập tức làm bảy đại chân chủ ngần ra cảnh cáo tuyệt vọng bảy đại chân chủ đều tràn đầy cảm giác tuyệt vọng và phẫn nộ vì sao đoạn tuyệt cơ hội thần nhãn tộc siêu thoát luân hồi vì sao vì sao không công bình như vậy vì sao bây giờ biết rồi lại là do thỉnh cầu của một vị bằng hữu của đoạn đông hà chính là thỉnh cầu của một vị bằng hữu làm thần nhãn tộc họ mất đi cơ hội thậm chí hai vũ trụ tối cường giả và rất nhiều tinh anh đều phải chết nói xem rốt cuộc là ai bằng hữu của đoạn đông hà rốt cuộc là ai đệ nhất chân chủ phát ra tiếng gầm phẫn nộ nhất thời cả vũ trụ nhỏ thứ nhất đều thiên địa biến sắc thoáng rung động là ai đoạn mất cơ hội của chúng ta là ai các chân chủ các ai cũng đều đau đớn vô cùng phẫn nộ bên trong băng nhai bảo các hậu tuyển già của thần nhãn tộc nhất mạch đều cảm thấy tuyệt vọng phẫn nộ khó chịu không cam lòng đoạn đông hà đại nhân thanh âm của đệ nhị chân chủ truyền ra tuy phẫn nộ nhưng vẫn tràn ngập lý trí lần này truyền thừa thần nhãn tộc ta dựa theo yêu cầu của ngươi đã chống cự quái vật khuê lạc giải cục tê hoàng cục chưa từng có hành vi phá hoại nào ngươi bây giờ lại chỉ vì một thỉnh cầu lại muốn giết cả thần nhãn tộc nhất mạch chúng ta sao đoạn đông hà nhìn xuống băng nhai bảo phía dưới lạnh lùng nói tiêu diệt các ngươi chỉ là việc nhỏ thuận tay thôi chẳng lẽ không lối thoát nào à đệ nhị chân chủ không cam lòng hỏi buồn cười đoạn đông hà cười khẩy một tiếng nghe tiếng cười khẩy này đệ nhị chân chủ rốt cục cũng tuyệt vọng phát ra tiếng gầm đoạn đông hà ngươi là một lão gia hỏa đã chết không biết bao nhiêu thời đại luân hồi muốn diệt thần nhãn tộc nhất mạch ta ư không dễ dàng vậy đâu ta cũng muốn xem một tên gia hỏa đã chết có thể có sức mạnh tới đâu thành âm đệ thất chân chủ cũng vang lên đoạn đông hà bằng hữu của ngươi là ai ai muốn tiêu diệt thần nhãn tộc nhất mạch ta là ai rốt cuộc là ai mấy thanh âm phẫn nộ vang lên họ thật sự rất muốn biết rốt cuộc là tên khốn khiếp nào làm thần nhãn tộc rơi vào tuyệt địa như thế. đừng nóng. đoạn đông hà nhìn xuống phía dưới sẽ cho các ngươi biết. lập tức đưa tay chỉ ra xa. Giáo. một bên vách tường điện sành đột nhiên giạt ra hai bên lộ ra một đường thông đạo. phần lớn các cường giả trong vũ trụ hải đều nhìn qua. họ đều rất muốn biết rốt cuộc là nhân vật nào đã làm cho thần nhãn tộc rơi vào hoàn cảnh như vậy. hả? la phong cũng nhìn vào thông đạo thấp thoáng thấy một thân ảnh mơ hồ từ từ đi ra hắn có lân giáp ánh lên kim sắc khi đứng thẳng có cùng hình thái với nhân loại sau lưng có một đôi cánh kim sắc không có ai dám can đảm nhìn thẳng vào hắn là hắn thấy cường giả này xuất hiện la phong cũng kinh ngạc lôi y ma thần lôi y ma thần vũ trụ tối cường giả độc hành của thời đại luân hồi đệ nhị trong số các vũ trụ tối cường giả cũng chỉ có thể xem là bình thường vì hắn căn bản không có trí bảo trí cường mà trí bảo thành danh lôi y cũng chỉ là loại bảo vật cùng loại với phong ma diệt thần giáp thôi trong vũ trụ hải xem như một nhân vật rất thấp lôi y là hắn bằng hữu của đoạn đông hà lôi y ma thần chẳng những la phong giật mình mà đông đế thánh địa tử nguyệt thánh địa ba thời đại luân hồi khắp nơi đều giật mình lôi y ma thần rất hạ mình cơ hồ không có tin tức gì truyền ra lại dính vào việc này lôi y là ngươi bảo đoạn đông hà đoạn tuyệt cơ hội của thần nhãn tộc nhất mạch còn tiêu diệt thần nhãn tộc nhất mạch ta sao Đệ nhị chân chủ vẫn không dám tin. "Lôi y, là ngươi?" Đệ thất chân chủ cũng không dám tin. Lôi Y ma thần từ thông đạo đi ra, hắn vẻ mặt lúc thì giữ tợn, lúc thì cười to, có vẻ không khống chế được, hắn ngẩng đầu cười to một lát, mới khẽ run người, nghiến răng nói: "Đúng, là ta, là Lôi Y ta, là Lôi Y ma thần ta đứng sau lưng làm tất cả. Là ta đoạn tuyệt cơ hội của thần nhãn tộc nhất mạch các ngươi, là ta muốn tiêu diệt sạch các ngươi." Đệ nhị chân chủ đệ thất chân chủ, ha ha, hơn 10 vũ trụ chi chủ, ha ha. Lôi y ma thần thanh âm cũng hơi run lên. Đáng chết. Đệ thất chân chủ gầm lên. Lôi y ma thần ngươi đáng chết. Đệ nhị chân chủ cũng quát. Băng nhai bảo dưới đại điện, liên tiếp phát ra những âm thanh. Lôi y ma thần đứng đó cười lạnh nhìn băng nhai bảo. Đáng chết, ta đáng chết, là các người đáng chết, các người tất cả thần nhãn tộc đều đáng chết. Thần nhãn tộc chết tiệt khi các ngươi vì muốn đoạt được trí bảo trí cường bảy đại chân chủ liên thủ với công ta và khổng lạc thật là dữ dội khổng lạc đã chết còn ta lại phải trốn chạy lôi ima thần nghiến răng ta và khổng lạc đích xác rất dễ bắt nạt thực lực không đủ không có trí bảo trí cường đúng là rất dễ bắt nạt thần nhãn tộc các ngươi thế lớn lướt mắt cả vũ trụ hải là thế lực duy nhất có thể sánh ngang hai đại thánh địa vũ trụ ta chỉ là một tên gia hỏa đến cả trí bảo trí cường cũng không hề có làm sao đấu lại các ngươi, trước mặt thần nhãn tộc các ngươi, ta thế đơn lực bạc, đã thấm vào đâu? Lôi y lắc đầu, nở nụ cười, cười điên cuồng. Không ngờ chứ gì. Lần này chết trong tay ta. Lôi y ma thần nhìn chằm chằm vào băng nhai bảo, đôi mắt tựa như bốc lửa phừng phừng. Không ngờ tên lôi y ma thần thế đơn lực bạc này cũng có thể làm cho thần nhãn tộc các ngươi ăn quả đắng như vậy. Đoạn đông hà vì sao lại giúp ngươi? Băng nhai bảo truyền ra thanh âm khàn khàn. Vì ta mới là người đầu tiên tiến vào mộ lăng chi chu lôi y ma thần cười lạnh nói một khoảng im lặng đám người la phong đều khiếp sợ không phải họ là những người đầu tiên vào mộ lăng chi chu mà thật ra là lôi y ma thần nhưng bây giờ xem ra hẳn là như thế một đám cường giả mình vừa vào điện sành còn lôi y ma thần đã sớm tới đây từ lâu rồi hơn nữa đã thành bằng hữu với đoạn đông hà lôi y ma thần cười ha ha các ngươi nghĩ rằng mộ lăng chi chu ở chỗ này à Mộ lăng chi chu căn bản là ở trong vùng trung tâm thuyền vũ trụ vùng trung tâm ngay cả vũ trụ tối cường già cũng không dám xông loạn nếu vẫn ở chỗ cũ khi mộ lăng chi chu xuất hiện các ngươi chẳng ai biết được nếu không có vũ trụ tối cường giả ta cuối cùng không có ai có thể nhận truyền thừa làm sao mà tìm được các ngươi do đó ta mới giao dịch với đoạn đông hà nếu nói cẩn thận các ngươi đều phải cảm kích ta lôi y ma thần lướt mắt nhìn quanh rồi nhìn vào la phong đặc biệt là ngươi nhân loại ngân hà người càng phải cảm kích ta la phong mỉm cười lôi y ma thần cũng nở nụ cười ta cũng phải cảm kích ngươi cảm kích ngươi có thể biểu hiện tốt nhất là người có tiềm lực cao nhất mà lại không bị thần nhãn tộc chiếm mất vị trí thứ nhất bằng nhai bảo vô cùng yên tĩnh họ đích xác không ngờ một lôi y ma thần nhỏ yếu căn bản không có sức uy hiếp đến cả trí bảo trí cường không hề có lại làm cho thần nhãn tộc chịu thiệt như vậy bình thường cho dù ngũ hồn chi chủ ảnh ai chi chủ phu lượng chi chủ cũng dám cứng trọi cứng với lôi y ma thần nhiều nhất là rơi vào thế hạ phong thôi nhưng lúc này họ cũng hiểu tình huống không ổn thật rồi lôi y ma thần nói khẽ ta cho thần nhãn tộc các người có cơ hội đi vào cho các người mừng rỡ như điên sau đó lúc các người kích động nhất làm cho các người tuyệt vọng lôi y ma thần cười lạnh nếu thần nhãn tộc các ngươi có ai có thể xếp hạng cao trong giải cục tê hoàng cục ta chắc sẽ rất đau đầu dù sao đoạn đông hà tuyệt đối sẽ không cho ta giết người có tiềm lực nhất nhưng thần nhãn tộc các ngươi vô dụng do đó nhất định phải toàn bộ chết hết chẳng lẽ ngươi không sợ thần nhãn tộc chúng ta có một ai có tiềm lực xếp hạng nhất à ngươi không phải muốn hại thần nhãn tộc ta sao mà ngược lại giúp thần nhãn tộc ta đệ nhị chân chủ trong băng nhai bảo cười lạnh nói ha ha do ta không tin ba thời đại luân hồi hai đại thánh địa vũ trụ lại để cho thần nhãn tộc ngươi xếp hạng nhất lôi ma thần cười khẩy thứ hai ta đã chuẩn bị sẵn sàng nếu thần nhãn tộc các người thật đại vận xuất hiện một cường giả tiềm lực vô hạn như vậy ta thả chết đi cũng phải kéo hắn cùng chết lôi ima thần quay đầu nhìn về phía đoạn đông hà khẽ khom người đoạn đông hà đại nhân xin tha thứ cho ta bất kính ta có thể thông cảm đoạn đông hà khẽ gật đầu đoạn đông hà đại nhân thù hận của ta đã chôn tận đáy lòng từ lâu lắm rồi cuối cùng cũng đã nói ra lôi ima thần nở nụ cười cười rất thoải mái Đoạn Đông Hà đại nhân, có thể động thủ với họ rồi. Được. Đoạn Đông Hà gật đầu. Động thủ. 28 cường giả thần nhãn tộc nhất mạch bên trong băng nhai bảo nhất thời hồi hộp. Lôi y, người muốn tiêu diệt chúng ta, ta ngược lại muốn nhìn xem, một lão gia hỏa đã chết qua, không biết bao nhiêu thời đại luân hồi, rốt cuộc có thể tiêu diệt được chúng ta không? Đệ nhị chân chủ gầm lên. Người sẽ biết rất nhanh thôi. Ánh mắt lôi y ma thần có vẻ hơi thương hại, rồi cười khẩy. Hơn nữa, đợi đến khi ngươi chết, trí bảo trí cường của các ngươi cũng sẽ thuộc về ta. Đến đây đi, đến đây đi, để ta xem tên gia hỏa đã chết đó mạnh như thế nào. Đệ nhị chân chủ, đệ thất chân chủ đều phát ra tiếng gầm. Ầm. Băng nhai bảo đột nhiên hóa thành lưu quang, mang theo uy năng vô tận, lao thẳng về phía Lôi Y Ma thần đập xuống. Đinh. Đoạn Đông Hà nhìn xuống phía dưới, chỉ một ngón tay. Dao cả vách tường và mặt đất trong sảnh điện lập tức bắt đầu xuất hiện vô số hoa văn màu vàng kỳ bí vô số sợi tơ kim sắc giữa không trung ngưng kết điên cuồng tràn vào băng nhai bảo như những sợi tơ tầm tầng tầng bao lấy băng nhai bảo trói chặt băng nhai bảo âm um, băng nhai bảo điên cuồng dãy giụa làm hư không chung quanh chấn động dữ dội nhưng vô số sợi tơ kim quang điên cuồng bao quanh trói buộc làm băng nhai bảo thật sự không thể thoát ra chỉ có thể trói buộc không thể tiêu diệt trong băng nhai bảo truyền ra thanh âm chí bảo chí cường dù sao cũng là chí bảo chí cường rõ là buồn cười đoạn đông hà nhìn xuống phía dưới nhẹ nhẹ chỉ xuống mặt đất mặt đất nhất thời tách ra phân ra một cái vực sâu thẳm trong vực thoáng có những luồng khí tức đáng sợ tàn ra ngoài chỉ thấy băng nhai bảo bị vô số kim quang và sợi tơ trói buộc thật sự chui vào vực sâu bí pháp lưu lại điện sảnh này tuy không thể tiêu diệt các người nhưng ta thiết lập truyền thừa lưu lại những vùng nguy hiểm chỗ đó có thể tiêu diệt các người. Chí bảo chí cường, buồn cười. Tại quê nhà ta, căn bản không có thuyết pháp chí bảo chí cường. Đoạn đông hà lắc đầu cười khẩy. Giao. Bằng nhai bảo điên cuồng giấy rùa bên trong đệ nhị chân chủ, đệ thất chân chủ gầm lên, nhưng vẫn bị vô số sợi tơ kim quang kéo rơi ẩm vào vực sâu đáng sợ. Sau đó soạt, mặt đất vừa tách ra trong nháy mắt đã khép lại, tất cả đều khôi phục như cũ. Băng nhai bảo bị kéo vào vực sâu, chỉ tàn ra một chút khí tức cũng làm La Phong cảm thấy kiên kỵ. Văn minh viễn cổ đã mất đi không biết bao nhiêu thời đại luân hồi trước đây, thế mà thủ đoạn lại quả là lợi hại. Không hổ là văn minh có thể sáng tạo ra thuyền vũ trụ, chỉ cần một đoạn đông hà cải tạo mộ lăng chi chu, mà cũng có thể làm cho mộ lăng chi chu đáng sợ như vậy. Trên 200 cường giả trong điện sành đều lắng nghe cẩn thận, muốn nghe thanh âm để phán đoán số mệnh của đám thần nhãn tộc nhất mạch trong băng nhai bảo. Dù sao, cũng là cung điện trí bảo trí cường, khi vào trong, rất khó chết không nghe hắn nói à ở quê nhà đoạn đông hà trong nền văn minh viễn cổ căn bản là không có thuyết pháp về trí bảo trí cường trí bảo ẩn chứa vô số văn tự đều là những văn tự của nền văn minh đó hiển nhiên đều là vô số trí bảo do văn minh viễn cổ lưu lại đoạn đông hà đã dám nói thế e rằng hắn nói thật đó không có thuyết pháp trí bảo trí cường là ý gì đây một vài cường giả không kìm được lẳng lặng thảo luận la phong cũng lóe lên vô số ý nghĩ văn minh viễn cổ cường đại vô cùng có nhiều nhân vật lợi hại hơn cả vũ trụ tối cường già thậm chí thủy tổ của hai đại thánh địa cũng không nhất định mạnh hơn những nhân vật đỉnh cao của văn minh viễn cổ nhãn giới rất cao nên cũng nhìn binh khí khác nhau chỉ cần mình đi qua không gian cánh chim lang bạt một phen cũng có thể biết trí bảo trí cường cũng có mạnh có yếu trong mắt người yếu nó không thể phát huy ra uy năng cực hạn của trí bảo trí cường tự nhiên khó có thể phán định được ai mạnh ai yếu nhưng trước mặt thủy tổ thánh địa hoặc đoạn đông hà, hoặc trong tay những nhân vật đáng sợ hơn nữa, tự nhiên có thể phán đoán ra trí bảo nào mạnh yếu. Do đó, trong văn minh viễn cổ không có thuyết pháp trí cường. Đối với trí bảo trí cường, trong văn minh viễn cổ sợ cũng được phân chia rõ ràng, nhưng sự phân chia đó cũng không có ý nghĩa lớn gì với mình. Vì thời nay, mạnh nhất cũng chỉ là vũ trụ tối cường giả. Về phần thủy tổ của hai đại thánh địa, do từ trước đến giờ không ra khỏi thánh địa vũ trụ, thế lực ngoại giới đều hoài nghi hai vị thủy tổ có còn sống hay không thí ngô vũ dực vốn là sáu cặp cánh la phong thầm gật đầu dựa theo những mảnh trí nhớ từ linh của vũ dực hẳn là sau khi hai siêu cường giả giao chiến đã làm thí ngô vũ dực tổn hại thí ngô vũ dực trí bảo không tưởng tượng nổi như vậy mà vẫn có thể lưu lạc tới mức như thế có thể thấy hai siêu cường giả đó đáng sợ như thế nào phòng trừng cũng là một cường giả trong văn minh viễn cổ so với văn minh viễn cổ qua vô tận thời đại luân hồi thực lực đã thoái hóa rất nghiêm trọng thua xa nền văn minh đó đang lúc la phong nghĩ ngợi về văn minh viễn cổ tưởng tượng sự lợi hại của văn minh viễn cổ đoán thử văn minh viễn cổ vì sao biến mất trong con sông thời gian thì giáo mặt đất trong sảnh điện một lần nữa vỡ ra chính là vị trí lúc trước nứt ra rồi tỏa ra khí tức đáng sợ veo 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 ba luồng hào quang bay ra lơ lửng trước mặt lôi y ma thần ba món vật phẩm lần lượt là băng nhai bảo cỡ bằng nắm đấm tựa như chạm ngọc còn có một pho tượng dị thú kỳ dị cùng với một viên hạt châu ba sắc sáng chói ba món bảo vật này dựa theo cách phân chia của các ngươi thì có hai món là chí bảo chí cường còn một món cũng hơi đặc thù tuy không bằng chí bảo chí cường nhưng ta cảm thấy cũng rất thích hợp với ngươi đoạn đông hà nhìn xuống phía dưới cười nói lôi y thu lấy đi lôi ma thần kinh ngạc nhìn ba món bảo vật trước mắt ánh mắt phức tạp vạn phần ba món chí bảo này bằng nhai bảo không phải là chân thần giới sao Huyện Tâm Châu, hơn 200 cường giả bên cạnh, đặc biệt là năm vũ trụ tối cường giả chỉ liếc mắt đã nhìn ra, ai nấy đều mê tít mắt, rồi khắp nơi đều chấn động ồn ào. A, à, ba món bảo vật, thần nhãn tộc nhất mạch đã chết rồi. Đệ nhị chân chủ và đệ thất chân chủ đều ở trong băng nhai bảo, hai người bọn họ đều đã chết ư. Đám vũ trụ chi chủ còn có thể tự bạo trước, bằng vào phân thân, có lẽ còn có thể sống, nhưng đệ nhị chân chủ và đệ thất chân chủ thì không có phân thân muốn chạy trốn cũng trốn không thoát hai vũ trụ tối cường giả đều có chí bảo chí cường lại bị giết như vậy sao quá quá việc này quả thực văn minh viễn cổ đó thật là đáng sợ hơn 200 cường giả đều hơi ớn lạnh cung điện chí bảo chí cường trong mắt họ là an toàn tuyệt đối trừ phi không muốn sống tiến vào vũ trụ nhỏ khác hoặc là đi tới vùng trung tâm hoặc chê sống lâu sông vào luân hồi chứ nếu không căn bản không thể tiêu diệt được người bên trong được cung điện trí bảo chí cường bảo vệ Nhãn giới Với nhãn giới đoạn Đông Hà, tự nhiên biết được không có trí bảo nào là tuyệt đối vô địch. Băng nhai bảo trong mắt hắn đã nhanh chóng bị hắn phán đoán giao uy năng và nhược điểm của băng nhai bảo. Bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất. Trong sảnh điện, trên 200 cường giả khác vừa khiếp sợ vừa hâm mộ. Dù sao cũng là hai món chí bảo và một huyện tâm châu. Huyện tâm châu chính là bảo vật đặc thù, thích hợp dùng để thi triển ảo thuật công kích hơn nữa cũng có tác dụng chấn thủ linh hồn là một bảo vật phương diện linh hồn cực kỳ cường đại còn lôi y ma thần trời sinh lại thích hợp với việc thi triển ảo thuật người có thể dễ dàng nhận chủ huyễn tâm châu đoạn đông hà nhìn xuống phía dưới nói thẳng còn hai món trí bảo trí cường còn lại bằng nhai bảo do ý chí người đã rất mạnh người cũng có thể nhận chủ chỉ có chân thần giới muốn nhận chủ đặc biệt khó người sau khi trở về cẩn thận suy nghĩ đi mất thời gian là có lẽ có thể thành công Lôi y ma thần kích động gật đầu, hắn cũng rất đơn giản nhanh chóng nhận chủ ngay đương trường. Huyện Tâm Châu, băng nhai bảo, quả thật đều một lần là xong. Ha ha! Ta tuy có nhiều trí bảo đỉnh cao, quả thật lại chỉ có một bảo vật đặc thù là lôi y. Lôi y ma thần than thở, luôn phải cận thân chiến đấu, mà ảo thuật của ta lại luôn không có bảo vật gì tốt. Bây giờ có huyện Tâm Châu, thủ đoạn công kích của ta sẽ mạnh hơn nhiều, lại có băng nhai bảo hộ thân, thần nhãn tộc. Vừa nói, Mắt lôi ima thần lại lóe lên hung quang Điều này làm cho trên 200 cường giả kia đều thầm than Thần nhãn tộc đáng thương Lôi ima thần thực lực Khi đã mạnh lên Sau khi rời khỏi đây sao Có thể buông tha cho thần nhãn tộc được Cảm ơn đoạn đông hà đại nhân Lôi ima thần cảm kích khom người Việc này đã xong Trên đại điện Đoạn đông hà trên vương tọa khẽ gật đầu Người cũng có thể ly khai Các hậu tuyển giả khác Đoạn đông hà quét mục quang nhìn qua trên 200 cường giả khác lập tức bắt đầu tiếp xúc truyền thừa. Một khi tiếp xúc với truyền thừa, người thất bại chắc chắn phải chết, mà là linh hồn bị tiêu diệt. Có bao nhiêu phân thân tất cả đều sẽ bị diệt vong. Trong nhất mạch của ta, phải có linh hồn mới có thể tu luyện, do đó ta đã tuyển những người đều có linh hồn, tự nhiên cũng có thủ đoạn đối phó với linh hồn. Hơn 200 cường giả ai nấy đều cả kinh. Đúng, thật sự như thế, dụng cụ hình du đã đào thải một vài sinh mạng như nham cự chi chủ, hải tộc, căn bản là không có linh hồn còn một vài sinh mạng có thể đi vào như sinh mạng loại đá, sinh mạng thực vật, đều phải có một thứ đặc thù, đều có linh hồn. Người qua được nút thắt thứ ba, vẻn vẹn chỉ có ngân hà và bích huyết. Đoạn đông hà nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nói. Người có hy vọng nhất là hai người họ, còn bốn vị đột phá nút thắt thứ hai, cũng có một chút hy vọng. Về phần đột phá nút thắt đầu tiên, trừ phi các người có thể trong thời gian ngắn tiềm lực bộc phát, nếu không chỉ là góp cho đủ số. Bây giờ lôi y, cùng với năm vị vũ trụ tối cường giả khác ta sẽ để họ cùng ly khai trong các ngươi nếu ai quyết định muốn bỏ qua cũng nên cấp tốc lựa chọn đây là một lần cơ hội cuối cùng cho các ngươi thanh âm đoạn đông hà vang vọng trong điện sảnh trong sảnh điện một khoảng yên tĩnh truyền thừa lần này ngay từ đầu đoạn đông hà đã luôn cho hậu tuyển giả một cơ hội có thể bỏ qua chỉ cần không tiếp xúc với truyền thừa tất cả đều có thể xem xét còn trước khi bắt đầu tiếp xúc truyền thừa vẫn còn cơ hội sống đến cả đệ nhị chân chủ đệ thất chân chủ tránh trong băng nhai bảo cũng phải chết, ai cũng không dám còn thử vận may. Ta thoái xuất. Ta thoái xuất. Ta thoái xuất. Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều cường giả chủ động đứng ra muốn thoái xuất, tỉ như những người đột phá một nút thắt, như nhân loại nguyên thủy vũ trụ bành công chi chủ và một vũ trụ tôn giả khác, cùng một thần linh bất hủ đều lựa chọn thoái xuất. Các người đều thoái xuất đi, có thể đột phá nút thắt đầu tiên, hai người các ngươi tiềm lực đều phi phàm, đi nhận truyền thừa cũng chỉ là chịu chết tộc ta đã có la phong các ngươi đi cũng không ăn thua trong vũ trụ giả định người sáng lập cựu phủ nói thẳng về phần bành công chính là cường giả trụ cột của tộc ta không cần phải chịu chết rõ người thoái xuất về phần cường giả khác tộc ta cứ để họ đi nhớ mang nhiều trí bảo về tổn thất nhiều trí bảo như vậy đối với tộc ta quả là một đà kích dạ người thoái xuất mang hết trí bảo trí cường về về phần các cường giả khác của thánh địa ta, tất cả đều đi, thu được truyền thừa đầy đủ. Dạ, khắp nơi thế lực đều đang nhanh chóng an bài. Vì những nguyên nhân khác, hoặc là mang trí bảo vệ, hoặc là không muốn làm bia đỡ đạn, tóm lại trong sảnh điện số lượng thoái suất đích xác đã tăng vọt. Khoảnh khắc sau, bộ lăng chi chu, trong điện sảnh mông lung, chỉ còn lại xxx quyết định tiếp tục tiếp xúc với truyền thừa, hơn 10 người khác đều thoái suất ly khai. Tốc độ đều của các người nhanh nhanh lên. Đoạn đông hà chỉ ra xa. Ầm ầm, miệng hầm ở hành lang mở ra. Theo con đường này ra ngoài, Đoạn Đông Hà quát, sáu vũ trụ tối cường giả, kể cả Lôi y, các vũ trụ chi chủ, rất ít vũ trụ tôn giả, thần linh bất hủ, nhanh chóng bay vào hành lang, chẳng mấy chốc đã biến mất ra xa, hơn nữa, ầm ầm, miệng hầm lại hạ xuống rồi đóng lại, trong sảnh điện, 236 cường giả ai nấy đều vô cùng quyết tâm. Dù chết, cũng phải truyền lại một bộ phận tin tức về. Ánh mắt La Phong nhìn chung quanh, Thầm khâm phục, 236 người ở đây, nhất định có 235 người chắc chắn sẽ chết. Người hy vọng sống lớn nhất là La Phong và Bích Huyết Tôn Giả. Về phần các cường giả khác, đều chỉ đến đây mạo hiểm, đặc biệt là những người mới đột phá, nút thắt đầu tiên, cơ hồ cũng chỉ là đi tìm chết. Mỗi tộc quần có thể có chỗ đứng, có thể quật khởi trong thời đại luân hồi của mình, đều là vì các cường giả tộc quần Vào thời điểm mấu chốt nguyện đứng ra. Kỳ thật các cường giả từ tầng thấp nhất, bước từng bước lên, trải qua vô số sinh tử, họ sớm đã xem nhạt cái chết, nhưng phải biết rằng, chết có đáng giá không thôi. Vì tộc quần, vì tộc quần có thể siêu thoát luân hồi tồn tại vĩnh hằng, chết cũng đáng. Các người đã mất đường lui về phía sau. Đoạn Đông Hà đứng dậy. Nhất định chỉ có một người có thể nhận truyền thừa của đoạn Đông Hà nhất mạch ta, mọi người đi theo ta. Đoạn Đông Hà xoay người nhìn về phía vương tọa. ầm Vương tọa cùng với vách đá sau vương tọa đột nhiên nứt ra, vô số thác nước, hòa tư chuyển đến thậm chí thoáng còn có một tiếng chim kêu, tiếng dị thú gầm gửi truyền đến, đó là một không gian rộng lớn độc lập. Đây là không gian truyền thừa của đoạn Đông Hà nhất mạch ta. Ánh mắt đoạn Đông Hà chớp chớp, từ từ nói. Cơ hồ các thế hệ cường giả đều nhận truyền thừa bên trong truyền thừa không gian, ta cũng thế. Bác chân tinh chủ của Đông Đế Thánh Địa cùng với các cường giả khác ở cửa khoang chờ đợi, khi thấy lôi y ma thần, thiết bố ma chủ và một đám hậu tuyển giả rời khỏi, chợt kinh ngạc nghe thấy một luồng thanh âm lạnh lùng các người cấp tốc ly khai mộ lăng chi chu cửa khoang mộ lăng chi chu sắp đóng lại nếu không thoái xuất sẽ không còn có cơ hội ly khai nữa đâu cửa khoang sắp đóng lại rồi à khi tiếp xúc với truyền thừa chỉ có một người có thể còn sống chính là đoạn đông hà mới những người khác sẽ chết xem ra đến cả con đường chạy ra cũng đã bị phong kín đi bắc chân tinh chủ vội lao ra ngoài gần trăm tên cường giả rầm rộ vừa bay ra khỏi cửa khoang nhất thời dao miệng hầm lập tức hạ xuống cả mộ lang chi chu cũng không còn lối ra nữa. điều này làm gần trăm tên cường giả các tộc vừa bay ra lập tức quay đầu nhìn lại. ai nấy đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. lôi ima thần bội phục. lôi ima thần không ngờ lần này truyền thừa thật ra là do ngươi một tay làm nên, thậm chí làm cho cả thần nhãn tộc chịu thiệt thòi như vậy. ha ha, thần nhãn tộc nhất định sẽ thống hận ngươi. các cường giả khác ai nấy đều nhìn về phía lôi ima thần. họ cũng chẳng hề căm thù gì lôi ima thần. thứ nhất nếu không có lôi y ma thần khi nào mới có thể phát hiện ra truyền thừa đoạn đông hà nhất mạch thứ hai lôi y ma thần vèn vẹn chỉ nhằm vào thần nhãn tộc mà thôi ngược lại xem như giúp họ bớt đi một đại địch huống chi lôi y ma thần bây giờ lại có băng nhai bảo muốn giết hắn quá khó khăn hơn nữa một khi luyện hóa xong chân thần giới lôi y ma thần tuyệt đối sẽ trở thành một trong những vũ trụ tối cường giả khó đối phó nhất trong vũ trụ hơn nữa hắn lại là độc hành giả khắp nơi tự nhiên nguyện ý kết giao ta muốn chúng phải thống hận chúng càng là thống hận ta ta càng thống khoái vui vẻ lôi ma thần hừ hừ nói thành vũ trụ tối cường già nhưng lại bị đám thần nhãn tộc khi nhục thậm chí đến cả bạn thân duy nhất của ta là khổng la cũng bị chúng giết chết cuộc đời này ta không có tộc quần cũng không có gì cầu chỉ cầu cho thần nhãn tộc hối hận để cho chúng đau đớn thống khổ không chịu nổi thậm chí diệt tộc điều này làm cho rất nhiều cường giả khác đều nhìn nhau thầm giật mình cừu hận lớn thế à thần nhãn tộc thật đáng thương. Các vị chân chủ, bằng nhai bảo bị cuốn vào thâm uyên, lúc đó đệ nhị chân chủ đã lập tức cảm thấy không ổn, nên bảo chúng ta những ai có phân thân phải lập tức tự bạo, do đó thần linh bất hủ, vũ trụ tôn giả cùng với các vũ trụ chi chủ có phân thân, ai nấy đều tự bạo chạy trốn. Phu lượng chi chủ cung kính nhìn hóa thân của năm vị chân chủ chung quanh bầm báo. Thâm uyên uy năng rất mạnh, hẳn là còn ẩn chứa công kích loại ảo thuật đệ nhị chân chủ và đệ thất chân chủ lúc đó ứng phó rất khổ sở, tựa hồ không chịu được, bảo chúng ta lập tức tự bỏ rời đi. đám người còn sống miêu tả tình hình lúc đó năm vị chân chủ bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi, họ sớm đã biết tình hình cụ thể và chi tiết. lần này là cơ hội lớn nhất để thần nhãn tộc siêu thoát luân hồi, nhưng không ngờ lôi y ma thần lại xuất hiện, đoạn tuyệt luôn cơ hội của thần nhãn tộc, còn làm cho đệ nhị chân chủ và đệ thất chân chủ đều chết. đó là hai vũ trụ tối cường giả, còn có hai món trí bảo rất quan trọng bảy đại chân chủ họ có phương pháp chiến đấu liên hợp bây giờ thiếu đi hai vậy cho dù năm người còn lại liên hợp công kích quy năng cũng giảm xuống rất nhiều đáng hận đệ lục chân chủ mắt lạnh như băng lôi ima thần lôi ima thần đáng hận dám hủy diệt hy vọng của thần nhãn tộc ta lúc trước nên không tiếc tất cả giá giết chết hắn đệ ngũ chân chủ nghiến răng gầm lên lúc trước ai biết lôi ima thần có thể gặp may phát hiện ra mộ lăng chi chu trước đệ tam chân chủ khàn khàn nói một tên lôi ima thần không chí bảo chí cường thực lực cũng bình thường lúc trước hắn cũng phải hạ mình căn bản không dám vươn mình thuần túy là do hắn gặp may nếu không làm sao phát sinh việc như vậy đáng hận bị hắn hủy diệt hy vọng lớn nhất của thần nhãn tộc còn làm đám lão thất lão nhị và lão thất đệ nhất chân chủ từ từ nhắc tới tên họ mặt lộ vẻ đau đớn nếu là tộc ta không có hy vọng siêu thoát luân hồi cũng phải kéo tên lôi ima thần cùng chết thứ năm chân chủ nghiến răng cả giận nói tỉnh táo đệ nhất chân chủ mở mắt lắc đầu nói báo thủ xếp cuối cùng đại hạn tới gần tộc ta phải đem hết toàn lực tranh thủ một đường sinh cơ kiệt lực siêu thoát luân hồi đó mới là mục tiêu lớn nhất nếu không thể siêu thoát luân hồi sự quang vinh của thần nhãn tộc ta sẽ vĩnh viễn mất đi sợ là qua vài thời đại luân hồi nữa cũng chẳng ai còn biết thần nhãn tộc chúng ta nữa khi thần nhãn tộc đau đớn thống khổ đông đế thánh địa và nhân loại nguyên thủy vũ trụ đều đang chờ mong thủy tổ cổ xưa của đông đế thánh địa tự mình trò chuyện với bích huyết tôn giả phiêu tán chi chủ hiển nhiên thủy tổ đang rất chờ mong người sáng lập cự phủ hỗn độn thành chủ cũng tới gặp la phong từ nguyệt từ nguyệt thánh địa thủy tổ cũng tới gặp lộc trùng chi chủ thế lực khắp nơi đều chờ mong ai nấy đều đặt gánh nặng của cả tộc quần lên vai những hậu tuyển giả làm các hậu tuyển giả ai nấy đều vô cùng cuồng nhiệt họ đã quyết định tiếp xúc với truyền thừa cũng bằng cơ hồ đi trên con đường hữu tử vô sinh dù sao hy vọng lớn nhất cũng là la phong và bích huyết tôn giả các cường giả khác cơ hồ đều nhất định sẽ chết cái họ cần chính là trước khi chết tận lực truyền lại tin tức cho tộc quần mình sông và luân hồi rất khó cho dù là nguyên tổ năm đó cũng không nhất định nắm chắc vượt qua luân hồi còn ta nếu so với nguyên tổ năm đó cũng vẫn còn chút chênh lệch chứ đừng nói sông vào luân hồi người sáng lập cựu phủ nhìn la phong không biết bao nhiêu thời đại luân hồi đã qua tổng cộng cũng mới có hai thánh địa vũ trụ có thể tưởng tượng được xông vào luân hồi khó khăn cao như thế nào cử phủ ta mặc dù cực kỳ tự tin nhưng cũng không dám nói có thể trong vòng ba thời đại luân hồi chắc chắn có thể vượt qua luân hồi còn cơ hội lần này là cơ hội lớn nhất của tộc nhân loại ta hơn nữa ngươi bây giờ lại là hậu tuyển giả có cơ hội cao nhất tộc nhân loại ta từ một tộc nhỏ yếu bước từng bước lên dưới sự dẫn dắt của nguyên tổ quật khởi vũ trụ nguyên thủy trở thành cường tộc cũng trở thành một trong các tộc quân đỉnh cao Nhân loại chúng ta trải qua vô số chiến tranh, chiến tranh với các tộc quần khác, mấy lần gặp phải nguy hiểm diệt tộc, cho đến lúc nguyên tổ quật khởi. Bây giờ, tộc nhân loại ta cường đại rồi, vô số nhân loại đời sau có thể lang bạt trong vũ trụ giả định, dung ngoạn vô ưu vô lự, có thể lợi dụng vô số tài nguyên tu luyện, thậm chí còn làm rất nhiều tộc quần trở thành nước phụ thuộc cho chúng ta. Nhân loại chúng ta là tộc quần mạnh nhất, ít nhất chúng ta cũng có một trái tim mạnh nhất, chúng ta không cam lòng là một người yếu tộc nhân loại chúng ta cũng tuyệt không cam lòng bị tiêu diệt trong con sông thời gian. Người sáng lập cựu phủ nhìn La Phong. Nhân loại chúng ta cần một tồn tại vĩnh hằng, thậm chí mạnh hơn cả hai đại thánh địa, thậm chí có thể đạt tới trình độ văn minh viễn cổ, sáng chế ra văn minh rực rỡ cường đại hơn. Còn lần này, chính là một lần cơ hội. Mỗi một cường giả quật khởi, đều có những chỗ ngoặt mấu chốt, còn một tộc quần quật khởi, cũng có những bước sẽ quan trọng, kỳ ngộ của ngươi lần này là bước ngoặt mấu chốt của tộc nhân loại ta bước ngoặt phân ra hai ngã rẽ vận mệnh của tộc nhân loại tiến vào ngã rẽ nào phải trông vào ngươi rồi người sáng lập cựu phủ nhìn la phong đầy áp trở mong la phong trịnh trọng gật đầu ta sẽ đem hết toàn lực tiếng chim kêu tiếng dị thú gầm đây là một thế giới thế ngoại đào nguyên hoa thơm cỏ lạ xa xa nhìn lại có thể thấy một vài con chim đang trải rộng bộ lông huyền rượu bay đi lưu lại một vài ngọn lửa cầu vồng hoặc là một vài hào quang rực rỡ còn một vài bụi rậm cỏ dại thoáng hiện ra thân ảnh những con dị thú hoặc là trong hồ nước xa xa thỉnh thoảng lại lộ ra một góc núi băng đây là truyền thừa không gian đoạn đông hà đứng giữa không trung ánh mắt lóe lên nơi nhận truyền thừa các thế hệ đoạn đông hà các cường giả các tộc cũng bay lơ lửng lúc trước vừa đi vào cửa vào không gian lúc này đã đóng lại hiển nhiên không còn đường ra ngoài nhưng đám người la phong cũng bất chấp việc này ai nấy đều trong lòng tràn ngập chờ mong truyền thừa đồng thời cũng thầm giật mình, một truyền thừa không gian nếu là nơi nhận truyền thừa đoạn đông hà các thế hệ, như vậy nó đã tồn tại một thời gian rất lâu. Nói là truyền thừa không gian. Đoạn Đông Hà cảm thán nói. Nhưng nó lại có thể hút vào năng lượng, hút vào tất cả các năng lượng, kể cả khí lưu hỗn độn trong vũ trụ hài, có thể duy trì không gian ổn định, duy trì sinh mạng bên trong không gian sinh sôi. Đám người La Phong mặc dù giật mình, nhưng cũng rất nhanh đã bình phục lại. Vì họ quen rồi tuy nói các cường giả bình thường kể cả vũ trụ tối cường giả không thể thu khí lưu hỗn độn vũ trụ trực tiếp chỉ có vũ trụ nhỏ của vũ trụ nguyên thủy mới có thể hút vào khí lưu hỗn độn hóa thành năng lượng bản thân nhưng định luật này không đúng trong văn minh viễn cổ như thuyền vũ trụ như truyền thừa không gian đều có thể tồn tại một thời gian cực dài thậm chí vũ trụ nhỏ bình thường có thể tồn tại được ba thời đại luân hồi truyền thừa không gian lại tồn tại rất nhiều thời đại luân hồi bây giờ các ngươi sắp tiếp xúc với truyền thừa rồi Đoạn đông hà chỉ ra xa. Xem kìa! Đám người la phong ai nấy đều nhìn lại. Chỉ thấy xa xa, trên cánh đồng hoang vu mênh mông, đột nhiên nổi lên những cửa sáng. Mỗi một cửa sáng đều có một vài hình ảnh. Nếu cẩn thận quan khán những hình ảnh, có thể thấp thoáng thấy cảnh một cường giả đang không chế ngàn vạn đạo kim quang, công kích ra xa. Quan khán hình ảnh khác, có thể thấy một cảnh khác. Người nhận truyền thừa các thế hệ đoạn đông hà nhất mạch ta, có cận chiến, có viễn công, có luyện chế binh khí có khống chế cơ giới, cơ hồ bao dung cơ hồ tất cả các chủng loại ở quê hương ta. Đoạn Đông Hà chỉ ra xa nói. Bên kia tổng cộng có 820 cửa vào, sau khi tiến vào, sẽ gặp các truyền thừa cơ sở khác nhau. Mỗi một cửa vào chỉ có thể cho một người đi vào nhận truyền thừa. Ngân Hà tuyển trước, đích huyết tuyển thứ hai, theo thứ tự tiếp tục. Đoạn Đông Hà nói thẳng. Vẹn vẹn chỉ là truyền thừa cơ sở, mặc dù các ngươi đều xuất sắc, nhưng nó có thể nghiệm chứng xem các người có thích hợp với đoạn đông hà nhất mạch của ta không. Khi người nhận truyền thừa xuất hiện, người nhận truyền thừa cuối cùng mới có tư cách tìm được hạch tâm truyền thừa chính thức, cũng chỉ một người nhận truyền thừa trong một đời đoạn đông hà mới có tư cách biết được. Bắt đầu tuyển đi." Đoạn Đông Hà phân phó, nhìn về phía La Phong. "Ngân Hà, ngươi tuyển." "Dạ, Đoạn Đông Hà đại nhân." La Phong khẽ khom người, lập tức hóa thành một luồng lưu quang sáng chói, xé rách không gian bay về phía 820 không gian. Hàng loạt các cửa vào không gian lóe ra hào quang lơ lửng xếp hàng song song, tổng cộng 820 cái. Vẹn vẹn chỉ là truyền thừa cơ sở, thế mà đã có nhiều loại như vậy. Thân hình La Phong ngưng thực, lơ lửng giữa không trung, lướt mắt nhìn quanh, đào qua những cánh cửa sáng, cẩn thận quan sát để hiểu rõ mỗi một cửa vào đại biểu cho truyền thừa gì. Truyền thừa cơ sở Đối với đoạn Đông Hà nhất mạch thì cũng không có gì quan trọng, nếu có ngoại truyền cũng không có gì, cho nên mới dùng nó để tiến hành một lần sàng lọc cuối cùng nhưng truyền thừa cơ sở tuy là thứ không quan trọng đối với văn minh viễn cổ thì đối với các thế lực trong vũ trụ hải như đám người la phong bây giờ lại hoàn toàn khác lạ dù sao văn minh viễn cổ thật sự quá cường đại chia ra chủ yếu là loại cận chiến loại viễn công loại luyện chế trí bảo loại cơ giới loại khác la phong lướt mắt nhìn tập hợp một vài phương thức chiến đấu và khống chế sinh vật rồi quy nạp với nhau loại cận chiến loại viễn công loại luyện chế trí bảo đều rất đơn giản loại cơ giới là dùng để khống chế cơ giới loại nhỏ tỉ như người địa cầu sử dụng vũ khí nóng súng ống loại lớn như cả thuyền vũ trụ cũng hẳn là xem như một chiến hạm cũng vận dụng loại cơ giới này do đó loại cơ giới phát triển đến cực hạn cũng cực kỳ cường đại đoạn đông hà nhất mạch truyền thừa không biết bao nhiêu cường giả một vài cường giả tuổi thọ rất lâu có vài sở thích khác nhau lưu lại truyền thừa cơ sở loại cơ giới cũng là rất bình thường bây giờ là sàng lọc người nhận truyền thừa La Phong cẩn thận quan sát mỗi một cửa vào, do đó, nên chọn thứ mình sở trường, nếu chọn một vài thứ mà căn bản mình không biết, e rằng chỉ cần nhập môn cũng phải mất rất lâu. Truyền thừa cơ sở, vẻn vẹn chỉ là món khai vị. Hạch tâm truyền thừa đoạn đông hà nhất mạch mới là tiệc lớn. La Phong đưa mắt nhìn cửa vào không gian phát ra hào quang, trên cửa vào không gian có một vài hình ảnh, nhìn kỹ lại có thể thấy loáng thoáng một bóng người cầm một thanh chiến đao tùy giết chóc, đây hiển nhiên là truyền thừa đao, thuộc loại loại cận chiến chọn nó la phong âm thầm gật đầu đao mình từ bé đã luyện đao pháp sau đó sử dụng huyết ảnh chiến đao mãi khi gặp thí ngô vũ dực cũng dùng như đao pháp một loạt những thứ như kim quang phụ quang liệt kim đẳng tất cả đều xem như đao pháp thông qua trưởng phái đồ hình hoa văn nghiên cứu chủ yếu cũng sáng tạo ra đao pháp mình nghiên cứu đao cho dù phóng tầm mắt ra cả vũ trụ hải cũng tuyệt đối tới mức cực cao rồi đoạn đông hà đại nhân ta đã chọn xong la phong xoay người cung kính nói chính là cửa sau ta nói rồi là phong đứng ở cửa vào ngoài truyền thừa đao trên 200 cường giả đứng sau đoạn đông hà nhất thời không ít người lộ ra vẻ không cam lòng bởi vì họ cũng muốn chọn đao truyền thừa trong các cường giả vũ trụ cận chiến giả chiếm tuyệt đại đa số còn đao tuyệt đối là một chủng loại lớn trên 200 cường giả có rất nhiều người đều sở trường dùng đao đều muốn tuyển đao truyền thừa đáng tiếc mỗi truyền thừa cơ sở cũng chỉ có thể cho một người đi nhận họ phải lựa chọn cửa khác tốt bích huyết người tuyển đi đoạn đông hà nói bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất dạ đoạn đông hà đại nhân bích huyết tôn giả khẽ cúi người lập tức cũng hóa thành lưu quang bay về phía cửa vào không gian lơ lửng bắt đầu chọn lựa thứ thích hợp nhất cho mình kế tiếp thủy tụng hoàn toàn dựa theo biểu hiện tê hoàng cục theo thứ tự đi mà lựa chọn Đặc biệt đám hậu tuyển giả về sau cũng chỉ có thể nghiến rằng bất lực lựa chọn một vài thứ căn bản không sở trường, tỉ như luyện chế trí bảo. E rằng, khi họ chỉ vừa tìm hiểu được một chút, thì có thể người nhận truyền thừa cuối cùng đã được chọn xong. Chỉ một lát sau, trên 200 cường giả tất cả đều tuyển xong, mỗi người đều lơ lửng trước cánh cửa không gian. Toàn bộ đi vào bắt đầu nhận truyền thừa cơ sở. Đoạn đông hà lạnh lùng phân phó. Cho đến lúc người nhận truyền thừa cuối cùng xuất hiện, tất cả các hậu tuyển giả khác phải chết. Rõ, trên 200 cường giả ai cũng cung kính vô cùng, lập tức quay đầu bay vào cửa không gian tàn ra hào quang. Đoạn Đông Hà hướng mắt nhìn nhóm hộ tuyển giả lần lượt đi vào, ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm nói: "Truyền thừa không gian rốt cục một lần nữa bắt đầu sử dụng, bao lâu rồi, rốt cuộc bao lâu rồi, lâu lắm rồi, lâu tới mức ký ức của ta cũng bắt đầu mơ hồ rồi, đến khi việc lần này chấm dứt, ta cũng có thể ra đi, không thẹn với các thế hệ tổ tiên." La Phong bay vào cửa không gian, nhất thời thời gian không gian chuyển đổi đây là một thế giới hỗn độn chung quanh phía dưới tràn ngập khí lưu hỗn độn mà bên trên là một khoảng tăm tối chỉ có một ngôi sao treo trên trời phát ra hào quang chiếu rọi xuống hả la phong hành tàu trong khí lưu hỗn độn nhìn quanh bốn phía đao truyền thừa ở đâu Giao. ngôi sao giữa trời cao tam tối vô tận đột nhiên xạ ra một cột sáng mắt thường có thể thấy được bao phủ vào la phong hắn không kịp né tránh khi cột sáng vừa bao phủ thân thể một luồng thanh âm lạnh giá cơ giới vang lên quyền hạn hạch tâm mở ra truyền thừa cơ sở cho quyền hạn hạch tâm ầm nhất thời hàng loạt tin tức điên cuồng tràn vào trong óc la phong những bộ bí điển về đao đặc biệt tường tận tràn vào từ chỗ ước chừng cấp độ cảnh giới của vũ trụ tôn giả sau đó dần dần tăng thêm ảo diệu về đao cho đến lúc tới cấp độ vũ trụ tối cường giả mỗi một bộ bí điển về đao đều xem như từ các góc độ khác nhau có bí điển về đao lấy gốc là quy luật kim không có khi là quy luật thủy không làm căn cơ có khi lấy quy luật thổ không làm căn cơ thậm chí còn có cả kim thổ không quy luật dung hợp vận dụng vào đao thậm chí còn có kim thời gian dung hợp ra đao pháp đủ loại đao pháp không quy tắc nào không thể dung hợp tổng số 360 loại bí điển về đao liên tục không dừng toàn bộ truyền vào trong đầu la phong làm la phong cảm mù mờ đầu tựa hồ cũng trở nên chậm chạp phải biết là lượng tin tức của mỗi một bộ bí điển đều có thể nói là vô tận cho dù với sức chịu đựng của thần lực và ý chí la phong cũng phải mất hai ngày mới toàn bộ truyền xong phù quá huyền diệu la phong ngẩn người chớp chớp mắt nghiên cứu tê hoàng cục thời gian dài như vậy trình độ về trường phái bí văn của ta đích xác đã tăng lên rất nhiều nếu ta muốn sáng tạo tạo ra bí pháp tối cường dung hợp hẳn cũng rất nhẹ nhàng muốn sáng tạo ra bí pháp của vũ trụ tối cường giả thì không có khả năng lắm nhưng 360 bộ bí điển này mỗi một bộ đều có cấp độ đao pháp của vũ trụ tối cường giả mà từ thấp tới cao hơn nữa mỗi một bộ đao pháp mạnh nhất đều không thua gì phủ pháp lúc trước người sáng lập cự phủ sử dụng La Phong nói. Bí điển về đao này, tuyệt nhiên không phải là cấp độ mới vào vũ trụ tối cường giả, mà là đạt tới một cấp độ cực hạn của vũ trụ tối cường giả, không thua gì phủ pháp của người sáng lập cựu phủ. Bí điển như vậy lại có tới 360 bộ, quá điên cuồng, e rằng trên những thế lực mạnh nhất cũng không thể có thành tựu về đao cao như vậy. Đương nhiên, đây đều là đao pháp do các cường giả khác sáng chế, tuyệt nhiên không phải do La Phong sáng chế, do đó cho dù học, uy năng cũng không bằng người sáng tạo thi triển tuyệt học thích hợp nhất đều phải tự mình sáng tạo ầm um, ầm um, ầm um. đột nhiên ngôi sao sáng chói trên bầu trời tăm tối đột nhiên bắn ra ba quang hoa ba quang hoa đó đều có một núi băng khổng lồ chỉ thấy ba tòa núi băng sừng sững nguy nga từ trong ngôi sao bắn xuống sau đó rơi vào khí lưu hỗn độn mỗi một núi băng đều cao trên một ước km ông ánh rực rỡ trong suốt như thủy tinh hơn nữa mỗi một hòn núi băng đều mờ ảo có những sao băng loáng thoáng bay qua lại bên trong ba tòa núi băng vô số những ánh sao băng giao nhau, tự nhiên hình thành một bức họa cuộn tròn lấp lánh rực rỡ. Đây là báu vật do tự nhiên thai ngén. Người có quyền hạn hạch tâm, do đó có thể tìm được 360 bộ bí điển của các cường, giả các thế hệ trước lưu lại làm tham khảo. Người là hậu tuyển giả đệ nhất được sàng lọc từ truyền thừa này, do đó có thể quan khán ba đỉnh đao sơn. Mỗi một đao sơn bên trong đều ẩn chứa hoa văn quy luật đao, hoa văn quy luật, ẩn chứa sức mạnh tối trung cực, công bố tất cả bí ẩn trung cực. Người xem ba đỉnh đao sơn cũng dùng 360 bộ bí điển về đao để tham khảo, tạo ra một bộ đao pháp mới. Khi đao pháp của ngươi đạt tới yêu cầu, sẽ là người nhận truyền thống mới của đoạn Đông Hà nhất mạch. Thanh âm cơ giới lạnh giá nói xong lại rơi vào yên lặng. La Phong chớp chớp mắt. Đao Sơn. La Phong liếc nhìn ba đỉnh Đao Sơn, ba tòa núi băng sừng sững trong suốt, bên trong vô số ánh sáng như sao băng chói mắt vô cùng, cho dù mình lúc trước tìm hiểu một vài quy luật thì trước mặt nó đều lu mờ, Tựa hồ mỗi một luồng ánh sáng sao băng đều mỹ lệ tới mức làm cho người ta phải mê say, cái nào cũng ẩn chứa ảo diệu vô cùng vô tận. "Quá khó tin, ẩn chứa sức mạnh trung cực." La Phong lẩm bẩm nói, hơn nữa ta cũng cảm giác được sự cường đại của nó, đích xác vượt qua tất cả các quy luật mạnh nhất mà lại đầy ấp mọi quy luật, vượt qua sức mạnh quy luật. Trong vũ trụ hài, tất cả các cường giả tu luyện con đường quy luật, như thế mới có thể được sự thừa nhận của vũ trụ nguyên thủy, thành vũ trụ tôn giả, thành vũ trụ chi chủ. Nhưng những quy luật đó, nếu so với những hoa văn quy luật từ luồng ánh sáng sao băng, thì hoàn toàn khác hẳn. Cái gì? Là phòng lộ ra vẻ kinh sắc. Hắn trước tiên mưu toan mô phỏng lại ba tòa đao sơn vào trong vũ trụ giả định, nhưng cái làm La Phong kinh ngạc là quá khó khăn, vì mỗi một hòn núi băng đều có hàng loạt những ánh sáng sao băng thời khắc nào cũng biến ảo, mà căn bản không lặp lại. Mình chỉ cần mô phỏng một hình ảnh cố định cũng đã khó khăn vạn phần, chứ đừng nói mô phỏng ra những hình ảnh thời khắc nào cũng biến ảo. Trừ phi mình căn bản không tu luyện nữa, tạm thời không thể mô phỏng, La Phong thầm lắc đầu, tham khảo 360 bộ bí điển, xem Đao Sơn, ngộ ra Đao Pháp, La Phong nín thở. Đã không thể mô phỏng Đao Sơn vào vũ trụ giả định, vậy không mô phỏng nữa, mà toàn tâm để cả vào tu luyện. Đôi mắt La Phong nhìn ba tòa Đao Sơn. Trong ba tòa Đao Sơn, như có vô số ánh sáng sao băng đang bay múa, lấp lánh rực rỡ, loáng thoáng có thể thấy một thanh đao quang đang múa, một bộ Đao Pháp hiện ra. La Phong lộ ra vẻ khiếp sợ, không hổ là Hoa Văn Quy Luật Đao, không hổ là ẩn chứa sức mạnh tối trung cực. Đồng thời La Phong nhất tâm nhị dụng, đồng thời cũng nghiên cứu những bộ bí điển về đao. Vô số đao pháp lóe lên trong lòng. Tâm động, vô số sao bằng ánh sáng thấp thoáng cấu thành đao trong Đao Sơn cũng di động, tùy tâm mà động. Đã hiểu, liền nhìn ra chỗ sâu hơn. Ba đỉnh đao sơn, giống như ba tông sư về đao cường đại nhất cường đại nhất, về mặt đao pháp đã đạt tới mức tối trung cực, chỉ là quá mức thâm ảo nên La Phong phải dựa vào 360 bộ bí điển về đao mới có thể vạch ra màn che ba đỉnh đao sơn dần dần. Trong quá trình này, La Phong không ngừng tăng cường thêm đao pháp của mình. La Phong tìm hiểu như đói như khát, so với ba tòa núi băng, dù là phần đơn giản nhất, các cường giả cũng phải lu mờ, nhưng ánh sáng sao băng đó như lấp lánh rực rỡ những hoa văn quy luật, là ẩn chứa bí ẩn trung cực, chỉ cần quan khán cũng là một sự hưởng thụ, làm những lý giải của La Phong về đao không ngừng tăng lên. Đám chìm trong tìm hiểu, thấm thoát đã qua được nửa năm nói là nửa năm quả thật nếu tính cả phân thân u hải đang tìm hiểu trong vũ trụ nhỏ thì cũng đã là trên năm nghìn năm rồi xung hợp tinh hà chi chủ mặc dù lợi hại nhưng bí pháp dung hợp của hắn hắc dạ hạ đích hà lưu cũng thật sự quá cứng ngắc la phong nhẹ nhẹ lắc đầu chỉ là kết hợp giữa bí pháp trong vũ trụ mini với công kích phụ trợ tuy nói kết hợp rất tốt nhưng xem như chỉ đi đường tắt đây mới là con đường dung hợp bí pháp tối cường chính thức trong tay la phong đột ngột xuất hiện một thanh chiến đao chính là tuyệt khách đao từ khi tìm được phong ma diệt thần giáp tới nay, thủ đoạn chiến đấu mạnh nhất tự nhiên là chiêu diệt thần. Do đó thật ra hắn rất ít khi sử dụng tuyệt khách đao. Chưa vụ tễ, khi ta đột phá tới cảnh giới bí pháp tối cường, đã chỉ dùng vụ quang. Bây giờ dung hợp thôi, La Phong nói khẽ. Trình độ trường phái bí văn cao thâm, nên lần này trong mộ lăng chi chu, hắn đã ngộ ra mấy chiêu bí pháp tối cường, như trước kia vụ quang chỉ là bí pháp cực đỉnh vũ trụ bá chủ, bây giờ đã được hoàn thiện hoàn mỹ đạt tới bí pháp tối cường cấp vũ trụ chi chủ đứng giữa khí lưu hỗn độn đưa mắt nhìn ba núi băng xa xa la phong cầm tuyệt khách đao trong nháy mắt động thân dao giữa không trung đột nhiên xuất hiện một luồng tơ mờ mờ đó là sợi tơ do lưỡi giao lưu lại giữa không trung như mộng như ảo đã là tinh túy của châu vũ quang sau đó lại một sợi tơ mờ mì xuất hiện những sợi tơ liên tục xuất hiện liên miên không dứt trong nháy mắt giữa không trung liền xuất hiện hàng loạt sợi tơ lòng trời lở đất như mộng như ảo càng về sau tốc độ hình thành những sợi tơ càng nhanh quy năng càng thêm đáng sợ không ngừng bộc phát không ngừng mạnh lên ầm những sợi tơ như xương cho đến lúc cuối cùng hóa thành một đao ảnh thấp thoáng tràn ngập cả hư không lóe lên giữa hư không trong hư không trở nên trong veo như một cái khăn lao xóa cả hư không xóa sạch không còn gì hư ảnh nhịp như sương mù vô cùng đơn giản lại có uy năng làm cho người ta phải run sợ chưa thứ nhất đặt tên là vụ quang hư không đi la phong nhẹ giọng cười Sáng tạo bí pháp tối cường dung hợp, đối với mình bây giờ mà nói cũng không có gì khó, đặc biệt là ấn chiếu giữa Tê Hoàng Cục và bí pháp trong vực sâu thứ 9, tu luyện lâu như vậy, nhận thức, trình độ bí pháp vân vân, sớm đã lên tới mức cực cao, nếu đơn thuần sáng tạo bí pháp tối cường dung hợp, La Phong thật sự có thể làm nhanh hơn nữa, chỉ là sau khi tìm hiểu vài bí ẩn chứa trong ba núi băng, cùng với tìm hiểu 360 bộ bí điển về đao, La Phong xem thường dùng thứ dung hợp cùng loại với tinh hà chi chủ mà là dùng tuyệt chiêu dung hợp chính thức. Ý cảnh vụ quang hư không không ngừng chồng lên nhau, cho đến lúc hoàn mỹ, cực hạn, tóe ra uy năng cuối cùng. Hậu tuyển giả sáng chế thức thứ nhất đao pháp. Thanh âm cơ giới lạnh giá đột nhiên truyền đến. La Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vào ngôi sao trên bầu trời tăm tối, nhíu mày, xem ra ta sáng tạo ra đao pháp đã bị giám thị, có tự nghĩ ra bí pháp hay không kỳ thật cũng rất dễ dàng biết được. Khi thi triển ra bí pháp tự nghĩ ra, so với thi triển bí pháp học của người khác, Bí năng rõ ràng khác hẳn nhau. Bí pháp tối cường dung hợp mà vẫn chưa hề đạt tới yêu cầu, xem ra yêu cầu còn cao hơn. La Phong không còn đắc chí vì chiêu vụ quang hư không nữa, mà tiếp tục tìm hiểu ba đao sơn. Thời gian trôi qua, La Phong càng cảm thấy chuyển thừa đau thâm bất khả chắc, thậm chí đến cả vụ quang hư không sáng chế lúc trước, La Phong cũng không còn hài lòng nữa, hắn muốn sáng chế ra đao pháp mạnh hơn. Trong vũ trụ nhỏ của người sáng lập cự phủ, phân thân U Hải khoanh chân ngồi trong đó, đôi mắt nhìn hư không, chỉ thấy chút thần lực xuất hiện trong hư không hóa thành một bóng người ẩn hiện đang diễn luyện những bộ đao pháp vô số đao pháp sinh ra trường phái bí văn vốn chính là cực kỳ sở trường về sáng tạo bí pháp là phong lúc trước có trình độ đồ hình hoa văn kỳ bí vẻn vẹn chỉ là cảnh giới vũ trụ tôn giả đã có thể sáng chế ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ tri chủ kim quang đương nhiên lần đó cũng có vận khí căn cứ vào quy luật sáng tạo bí pháp và việc nghiên cứu đồ hình hoa văn kỳ bí sáng tạo bí pháp vốn là hai việc và phương thức khác nhau trong đó, trường phái bí văn trực tiếp hơn, lúc này La Phong tâm ý biến ảo, những bộ đao pháp liên tục sinh ra, tốc độ cực nhanh, quả thực khó tin, đó là chỗ lợi hại của trường phái đồ hình hoa văn. So với 360 bộ bí điển về đao, đao pháp của ta quả thực quá giản lậu. Kim không chi đạo, hẳn là còn có thể mạnh hơn. Hẳn là, hẳn là như vậy. La Phong trong lòng thấp thoáng có cảm giác mơ hồ, đặc biệt khi tìm hiểu ba tòa đao sơn càng lâu, cảm giác càng thêm mãnh liệt xúc cảm mãnh liệt trong lòng liên tục bị áp chế tựa hồ có một tầng ngăn cách khó có thể đột phá luôn luôn nổi lên khi cảm ngộ nội tình đao pháp càng sâu trình độ về trường phái bí văn càng tăng lên thậm chí tới gần mức cực hạn của một vũ trụ chi chủ la phong cũng cảm ngộ chiều này rõ ràng hơn nữa đảo mắt qua 9 năm trong vùng truyền thừa trong vùng khí lưu hỗn độn la phong nhẹ nhẹ rút tuyệt khách đao ra choang tiếng đao ngâm vang lên trong hư không lật tay hóa thành một vũ trụ La Phong nhẹ giọng lầm bẩm Lên! Chỉ thấy thần lực thiêu đốt như màn trời vô tận, từ La Phong làm trung tâm tràn ngập khắp nơi, bao phủ cả hư không, trực tiếp hình thành một phương thế giới. Sau đó, một vũ trụ mini, trong nháy mắt cò rút lại rồi sụp đổ. Khi sụp đổ lại hóa thành những luồng đao quang vàng rực chói mắt, 10.081 đạo đao quang vàng rực dày đặc, bù trừ với nhau, đồng thời bổ vào vị trí trung tâm. Như một viên siêu hằng tinh bị hủy diệt, sức mạnh bành trướng, rồi co rút lại hóa thành một hắc động quy năng mạnh tới mức quả thực khó tin trên mặt la phong cũng đầy vẻ kích động nói khẽ chiều này đã là cực hạn của kim không chi đạo kim không diễn biến mười nghìn không trăm tám mươi loại khả năng tất cả đều dung hợp vào một chiêu với mức chịu tài của vũ trụ hủy diệt quy năng trí cường mạnh hơn chiêu tự bạo đơn thuần của một cường giả rất nhiều đây mới là tuyệt chiêu dung hợp chính thức so với tuyệt chiêu do Nam đại quy luật dung hợp của ngũ hồn chi chủ sợ mạnh hơn một bậc chiêu này đặt tên là kim chi vũ trụ kích động, cảm thán, than thở. Sáng chế ra một chiêu, La Phong cũng biết kim không chi đạo của mình đã hiểu được tất cả các bí ẩn, đã là bí pháp cực hạn chân chính khi vận dụng kim không chi đạo rồi, chính thức một chiêu hoàn mỹ. Hậu tuyển giả sáng chế thức thứ hai đao pháp. Thanh âm cơ giới lạnh giá truyền đến. La Phong ngẩng đầu nhìn nhìn lên ngôi sao trong tinh không tăm tối, lặng lẽ chờ đợi một lát, lập tức nhíu mày. "Hả, ta sáng chế ra chiêu này, lại còn chưa đạt tới yêu cầu của Đoạn Đông Hà?" như vậy vẫn chưa đạt tới yêu cầu của đoạn đông hà chẳng lẽ phải tạo ra bí pháp tổng vũ trụ tối cường giả vụ tễ hư không đó là tuyệt chiêu dung hợp nhất đẳng còn mạnh hơn hắc dạ hạ đích hà lưu một chút phòng trừng sánh ngang với tuyệt chiêu đại diệt tuyệt của ngũ hồn chi chủ kim chi vũ trụ là cực hạn của kim không một chiêu số hoàn mỹ chính thức la phong xem ra đây là bí pháp cực hạn chính thức của cấp vũ trụ chi chủ rồi không thể vượt qua nữa nhưng hai chiêu sáng chế ra lại vẫn chưa đạt tới yêu cầu Vậy nhất định cần cấp độ cao hơn. Vũ trụ tối cường giả, La Phong phiền não. Làm sao bây giờ? Muốn trở thành vũ trụ tối cường giả rất khó, trường phái bí văn cũng không thể thực hiện được, trường phái bí văn của La Phong cao nhất cũng chỉ là vũ trụ chi chủ cực hạn, những con đường khác cái nào cũng đều như thế, trừ phi là La Phong lựa chọn ra một con đường mới, rồi đột phá mới có thể trở thành vũ trụ tối cường giả. Nếu không phải vũ trụ tối cường giả, nhưng lại muốn sáng tạo ra bí pháp vũ trụ tối cường giả có thể nói là không thể xảy ra trong vũ trụ hải. Không đột phá, không thể lãnh hội được ảo diệu. Đương nhiên, lúc trước La Phong với trình độ trường phái bí văn vẻn vẹn chỉ là vũ trụ tôn giả đã sáng chế ra kim quang. Từ trên lý luận, bây giờ trường phái bí văn cấp vũ trụ chi chủ, tiếp cận với trình độ cực hạn, cũng có khả năng sáng tạo ra bí pháp vũ trụ tối cường giả. Đặc biệt là có 360 bộ bí điển Với đao tham khảo, còn có ba tòa đao sơn. Trên lý luận là thế. Đoạn Đông Hà an bài như vậy, còn có ba tòa đao sơn dẫn dắt hẳn là có thể sáng chế ra chiêu số mạnh hơn nhưng trong vũ trụ hài dù sao cũng không hề xảy ra quá khó khăn chỉ có thể liều mạng là phong nghiến răng bất chấp trong truyền thừa không gian khác trước mắt bích huyết tôn giả tuấn mỹ có hai núi băng sừng sững trong núi băng cũng có vô số sao băng bay múa cho dù không hiểu bí ẩn của nó cũng cảm thấy nó đẹp không sao tả xiết ta có cảm giác có thể làm ra chiêu tối trung cực của thời không chi đạo bích huyết tôn giả thì thào tự nói hắn đang tìm một cảm giác một vùng vùng truyền thừa khác trong khí lưu hỗn độn lộc trùng chi chủ đang ngồi khoanh chân nhíu mày khổ sở suy nghĩ phía trước có một hòn núi băng sừng sững có 36 bộ bí điển tham khảo lại có núi băng ẩn chứa ảo diệu của ho văn quy luật trung cực ta trước kia là một vũ trụ chi chủ bậc 6, dễ dàng sáng chế ra bí pháp có thể nói là hoàn mỹ nhất của vũ trụ chi chủ thậm chí đến cả việc sáng chế vài cái nhưng căn bản cũng không đạt tới yêu cầu chẳng lẽ muốn ta sáng tạo ra bí pháp của vũ trụ tối cường giả lộc trùng chi chủ phiền não hắn chính là vũ trụ chi chủ bậc 6, sống đã rất lâu bí pháp cấp độ vũ trụ chi chủ sớm đã không còn gì bí ẩn nữa chỉ vì thánh địa vũ trụ không thể thai ngén ra vũ trụ tối cường giả do đó hắn chỉ có thể là vũ trụ chi chủ nếu thực lực hắn bây giờ trong vũ trụ nguyên thủy hoàn toàn có hy vọng đột phá trở thành vũ trụ tối cường giả đương nhiên thực lực hắn bây giờ cũng trải qua nhiều thời đại luân hồi mới tích lũy thành tích lũy rất lâu, lại có tử nguyệt thủy tổ trợ giúp, tự nhiên khác hẳn bình thường. Dựa theo thủy tổ nói, hoa văn quy luật là sức mạnh trung cực chính thức, là dung hợp mọi quy luật trong đó. Dựa vào hoa văn quy luật, đích xác có khả năng ngộ ra, chỉ là rất khó, phải trông vào nhận thức, lộc trùng chi chủ phiền não vạn phần. Lúc này, đặc biệt là những vũ trụ chi chủ cổ xưa, đặc biệt là đông đế thánh địa và tử nguyệt thánh địa, họ vốn có rất nhiều cường giả đều đã sáng chế ra bí pháp tối cường dung hợp, sau đó cơ hồ đều đứng ở cánh cửa này rồi. Chỉ là, những người đột phá nút thắt thứ hai, có được xxx bộ bí điển tham khảo, có thể có một hòn núi băng để quan khán. Còn những người đột phá nút thắt thứ nhất, chẳng có bí điển nào, vẻn vẹn chỉ một núi băng. Muốn trong khu truyền thừa cơ sở mà đạt tới yêu cầu của đoạn Đông Hà, hiển nhiên cực khó, nhưng mỗi cường giả đều không dám bỏ qua chút nào, đều cố gắng. Ai nấy đều ôm chút hy vọng có thể tìm được hạch tâm truyền thừa của đoạn Đông Hà nhất mạch. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh chuyện hay để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người